Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel game online của mình. Và video này thì mình vừa mới cài vô cái mod lính cứu hỏa này các bạn. Mình sẽ test cái mod lính cứu hỏa này cho các bạn xem. Ở đây là nó kêu cái chúng ta sẽ nhấn cái phím F6. Rồi mình nhấn cái phím F6 rồi hả? Sử dụng những cái phím trái phải lên xuống để mà chọn. Và nhấn phím Enter. Đây là trái phải lên xuống để mình chọn thử nha. Cái này giống như là nó chọn cái công việc vậy đó các bạn. Chọn công việc á. Ở đây là cái công việc cứu thương nè. Làm nhân viên y tế nè. Rồi mình sẽ làm lính cứu hỏa trước tiên. Ta sẽ làm lính cứu hỏa ha. Enter. Có thể là chọn cái cơ quan, cái địa điểm á. Thì mình sẽ bắt đầu tại đây luôn. Enter. Rồi các bạn cũng có thể là chọn cái phương tiện. Mình sẽ chọn cái phương tiện mặc định này luôn ha. Ok, như vậy là mình Engine 27 respond to a vehicle fire, address is Vinewood Boulevard. Rồi mình đã trở thành cứu hỏa rồi, không biết nó đọc cái gì luôn. Nó nói là chúng ta có cái nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta. Rồi mình sẽ lái đến cái địa điểm đó ha. Cái địa điểm mà đây coi. Này các bạn thấy chưa? Ở đây nó đang nhấp nháy nè. Có thể là ở đây đang xảy ra hỏa hoạn hay gì đó. Và chạy đi đó. Bật còi lên ha. Mình bật còi lên để mà đây là dạng xe cứu hỏa thì là xe được ưu tiên đó các bạn. Khi mà chúng ta bật cái còi lên thì mấy xe kia nó sẽ né vô ha. Đó thấy không? Các bạn thấy giờ nó né vô. Đó nè, nó né vô đó ha. Thì với cái mod mà lính cứu hỏa này mình sẽ test trước, nếu mà cảm thấy ok thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách cài đặt ha. Các bạn nhớ click nút đăng ký để mà theo dõi những cái video mới trên kênh Game Offline của mình. À đây, hỏa hoạn đang xảy ra đây nè các bạn ơi. Cái xe ô tô này đang bị cháy. Ồ, quả quạng cháy ghê vậy, mình dội nước gì mà nó không tắt thôi. Ôi nó hư. Ôi nó hư luôn rồi các bạn, nó bị cháy rồi, nó hư luôn, động cơ nó bị hư luôn ha. Ôi công an đợi mình lại, là giống như ship vậy ha, chữa đi bồ. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng đó nó ngu dữ ta. Rồi mình sẽ bay quay về trụ sở để mà báo cho ship ha.
Rồi, mang bồ mình đâu hết rồi. Ủa, nhiệm vụ đầu tiên của mình là hoàn thành xong rồi mà ta sao mình thấy nó nghỉ chớp rồi. Bây giờ chúng ta phải chạy về căn cứ nữa hả? Chắc thờ phải về chạy về cái chỗ khởi đầu để mà điểm danh quá. Mình chữa rồi chỗ này mà. Wow, chỗ này chỗ gì mà tôi tập trung đông rồi. À, bên đây có cái điểm gì nữa kìa. À, nó rồi, mình là lính cứu hỏa xanh, mình sẽ giúp con này luôn ha. Giúp con nhỏ này luôn. Chắc nó đang bị nó là người nổi tiếng, nó sợ bị chụp ảnh đấy các bạn. Oh, mình hey, what the fuck? Quá trời mới thế, thế sao nó chụp hình. Nó heo nó chụp hình kìa. Holy fuck, nhỏ này mình cứu nó mà sao nó chửi với ta. Để coi địa điểm nó là xe chở nó gì đâu. Gì la hoài vậy con quỷ này. Chửi chịu chứ. Chửi rồi mình xuống mình thả nó xuống mình xịt nước nữa cho thấy bà nữa. Gì la hoài con quỷ. Công kỹ là chở đi giờ tốn xăng tốn nước vừa không nói tiếng cảm ơn xịt mày. Xịt đi xịt nếu mà tính bơ ra nó không chạy luôn á. Nổi tiếng các bạn, người nổi tiếng hả. Ok, mình sẽ quay về trụ sở để mà báo với sếp á. Mình mới làm hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên cái mất tiêu luôn rồi. Hay cha bay được luôn. Ủa làm xong rồi sao nữa ta? Lesson tốt. Làm xong rồi chúng ta phải chọn lại cái nhiệm vụ lại nữa các bạn ơi. Coi cái có chọn cái xe nhỏ không ta? Mình sẽ chọn cái chiếc xe nhỏ nhỏ này thử nha. Xe nhỏ. không hiện nhiệm vụ lên luôn. But
Italian Chief 5 respond rồi, rồi, to an automatic rồi, fire alarm address is Prosperity Street. Trời tối luôn. Cái đó nó đang cháy là chết nó. Nó không nhường đường cho mình qua đó. Ở đây chính đang cháy cái gì vậy? Michael à. Ồ, không phải đây rồi. Ủa sao nó báo mình là báo cháy ở đây vậy ta? Mình kiếm đâu có gặp ai đâu. Đó nè, nó nói đừng có gọi. Rồi mình mua gì luôn vậy? Ngày đầu làm đến cứu quả mình cũng chưa gầm lắm các bạn, mới mod cái mod này thôi. Kỳ vậy đó. Đây là con nhỏ này. Nhỏ này quá. Không phải luôn. Không được rồi, mình không biết nó bị gì nữa. Cái kỳ vậy trời. Thôi mình sẽ chọn lại thứ nha. Con xàm thì chứ. Hay là chọn cái xe đó không được. Tạo ra một đống luôn rồi. Rồi mình lấy xe này luôn. Engine 27 respond to a MVA address is Los Santos Freeway. À cháy hai bên luôn nè, à mình hiểu rồi. Nè nó cháy hai bên luôn nè các bạn thấy chưa? Nè. Vậy là mỗi lần khi mà làm xong một nhiệm vụ các bạn phải nhấn cái phím F6 để mà trở về cái căn cứ chứ không có phải là từ chạy về. Đó các bạn hiểu chưa? Nhấn cái phím F6 để mà cho nó nhận thêm một cái nhiệm vụ mới nữa. Rồi vậy là mình hiểu cái cách để mà sử dụng cái mod này đó ha. Bật còi báo động lên ha, làm lính cứu hỏa cho mấy cái xe kia ưu tiên dừng lại ông nội. Đó, mấy cái xe kia nó nghe mình hú còi nó sẽ dừng lại.
Rồi nó cháy ở đâu ngoài ngoài cái ngoại ô thành phố luôn các bạn ơi. Chúng ta sẽ gắng cố gắng làm việc ha, để kiếm tiền mua siêu xe rồi chở gái đi chơi rồi. Sao xa dữ gì ta? Tới rồi, tới rồi. Ở đây cảnh sát đang tập trung đây mà xe này hình như nó bị hư chứ không phải nó bị cháy. Vậy người tính cứu hỏa là nó kiêm luôn cái việc mà cứu thương luôn đó các bạn. Hô hấp nhân tạo kìa. Tránh ra, tránh ra. Bye bye. Nhanh phim bè bè. Engine 27 requesting EMS. Mình đang hô hấp nhân tạo để cứu nó vậy à. Ở đây vừa xảy ra cái tai nạn. Rồi, khi thấy luôn. Đáng lý là công việc này là phải của mấy thằng cứu thương mới đúng đó, chờ sau bắt thằng lính cứu hỏa của mình phim luôn cái việc này đó. Ê cha, rồi hô hấp thế nào để mới sống lại. Quay luôn nha. Thấy con gái người ta đẹp ngồi nó hô hấp hoài luôn. Lẹ gì ông nội sao lâu như vậy. Ông quý ông Văn Linh này mình nghi lắm nè. Gì hô hấp bà vậy cha, ở ngoài thiệt mình nha cha, nhắn gì hồi chắc chết cô ta luôn á. Lẹ đi ông ngoại. Mọi thứ vẫn ok các bạn, mà không biết sao kỳ nữa, sao nó cứ hô hấp hoài như vậy. Shit. Làm lính cứu hỏa là khó hơn mình nghĩ ha. Trời tối hù luôn rồi. 11 giờ luôn rồi, 11 giờ rưỡi luôn rồi. Trời ơi, giết một người sao dễ quá, cứu con nhỏ này sao lâu dữ vậy. Ở cái con nhỏ đó hình như xe lại nó gây ra tai nạn hay gì, nó đứng nó im gu làm kẹt xe nguyên một đoạn luôn rồi. Kìa mấy anh cứu thương lại kìa, không lên đây cứu nó, tự nhiên cái bắt mình ở đây mình hô hấp hoài vậy. Cứng luôn rồi. Không chụp được. Đứng luôn rồi các bạn ơi. Nó cứ đứng im gu như vậy, nó hô hấp nhân tạo hoài luôn. Và lên này bá đạo quá. Cho mày hô hấp đã đi, lát mình sẽ quay lại á. Mình sẽ quay lại nó sao. Run lên đúng không? Ba Michael để ba làm gì đây? Gì ông nội? Gì mà đi di chuyển qua tới đây còn làm gì nữa vậy? Thử rồi, mình chuyển qua thằng server thứ nha.
nữa. Rồi vậy là cái grip này nó bị lỗi khúc này rồi các bạn ơi. Cái mod này bị lỗi cái nhân cái khúc này ha. Xàm xí thì chứ. Ủa trời, tưởng đâu hô hấp xong rồi chứ. Rồi bị lỗi luôn rồi. Đứng mắc kẹt đây luôn rồi. Amelo hết. Rồi cũng không được luôn. Dính như dữ vậy. Xàm chịu chứ. Ừ gì đó mới chịu à. Này thì hô hấp nhân tạo. Ngu người. Nữa kìa. Trời ơi cái mod này, cái mod lính cứu hỏa này nó bị dính cái kim này các bạn ơi. Cái gì hô hấp hoài vậy ông ngoại. Chắc là mình sẽ phải thoát ra quá. Mình sẽ thoát ra để mà tiếp tục với cái mod này lại ha các bạn. Tạm dừng cái video này đi. Tự nhiên bị lỗi gì không biết nữa. Cái gì hô hấp hoài vậy. Kìa nhìn mặt anh kìa. Cũng dữ dội lắm chứ bộ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với series lính cứu hỏa trong cái tập sau các bạn. Nó bị lỗi rồi. Các bạn nhớ click nút like và nút share để mà chia sẻ video này cho mọi người ha. Còn cái mod này nếu mà mình chơi ok rồi thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách cài đặt nó để mà các bạn trải nghiệm về cái công việc của lính cứu hỏa. Bye bye tất cả các bạn.